và khi mà anh chị mua hàng những dòng đen rô sổ năm phần trăm của hoa lan di phong á khi mà sổ ra được những mặt hoa chớp anh ra những mặt hoa khác biệt thì anh chị cứ liên hệ về hoa lan di phong bằng cách là để ở dưới phần bình luận những hình ảnh cây đen rô chớp của anh chị sổ ra khi mua hàng của hoa lan di phong hoa lan di phong sẽ thu lại anh chị vài lần vài chục lần thậm chí hàng trăm lần giá trị khi anh chị mua Chào mừng anh chị đã quay trở lại với Hoa Lan di Phong và thời gian gần đây anh giờ hoặc thậm chí trước đó 7 năm em bán hàng thì những cái chậu nào mà anh chị đã mua của Hoa Lan di Phong mà sổ ra được những mặt hoa đẹp thì anh chị là đẹp thôi nha thì anh chị cứ để lại dưới phần bình luận dưới video này hình ảnh đó anh chị à, kèm theo cái cây mà anh chị đã mua là cây gì sổ ra thì hoa lan di phong sẽ thu lại có thể là bên em sẽ chuyển tiền cho anh chị hết với cái số tiền mà anh chị mong muốn hoặc là anh chị cũng có thể ở đó anh chị đổi thêm nhiều cái giống tại hoa lan di phong như vàng đó năm phần trăm anh chị à rồi những cái lô mà em bán cho anh chị sổ ra có thể là những cái dòng mà anh chị mua trước đây từ che mô từ cây giống từ phi 12 thì anh chị cứ để là phần cái bình luận bằng hình ảnh những cái chậu anh chị chụp anh chị bình luận dưới video này hoa lan di phong sẽ liên hệ để thu lại những cái chậu đen rô chớp anh, anh chị xóa ra tại vườn nhà anh chị mình ha.